Suốt 10 năm qua, để có được những bữa ăn hoàn toàn miễn phí cho người bệnh điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đã nỗ lực vận động nhiều nguồn lực để duy trì bếp ăn từ thiện. Điều này không chỉ mang lại những bữa ăn dinh dưỡng chất lượng giúp ấm lòng người bệnh, mà còn góp phần bảo đảm sức khỏe cho bệnh nhân đáp ứng quá trình điều trị. Mỗi ngày, bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cung cấp hơn 2.000 suất ăn miễn phí cho người bệnh đang điều trị tại đây. Bếp luôn tấp nập bởi các chị, các cô đến từ nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn. Họ chung tay cùng các nhân viên khoa dinh dưỡng của bệnh viện thực hiện các công đoạn chế biến. Thấy tự nhiên mình thấy mình sung sướng, mình được làm, mình giúp đỡ cho họ là mình thấy mình cảm thấy sung sướng đó. Mình có động lực để làm, mình quyết tâm là mình sẽ làm, duy trì tới hồi nào mà không làm nổi nữa thôi. Cố gắng, tâm nguyện của mấy chị em mà đều như thế. Còn đối với những bệnh nhân ung thư đang điều trị tại các khoa phòng của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, việc điều trị càng kéo dài, họ càng phải ở lại bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Các chi phí đi lại rồi thuốc men trong quá trình điều trị càng khiến kinh tế gia đình họ trở nên kiệt quệ. Chính vì vậy, những suất ăn nóng hổi được trao tận tay 3 bữa mỗi ngày, hoàn toàn miễn phí, khiến họ rất cảm kích. Tôi vô đây cũng được 10 ngày rồi, nhưng mà cũng nhờ sự giúp đỡ của ban từ thiện cho bữa cơm, bữa cháo, rồi bữa bánh mì, rồi cũng đỡ cho cái ấy là tiền làm việc của mình đó ít, cho nên nhờ cũng đỡ. Nè, cô cũng chẳng biết nói gì hơn, cô xin cảm ơn. Tuy rằng nó cái bữa ăn nó không lớn, không cao lương mấy vị, nhưng phải nói là cái tình cảm ấm áp nó mang hết ở trong đó, phải nói chúng tôi rất cảm ơn. Bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Ung bướu cũng đã hoạt động một thời gian rất dài, cho nên là cũng nhận được cái sự đồng hành rất là lâu của các đoàn từ thiện. Có những đoàn từ thiện đã đi theo bếp đến tận vài năm, 8-9 năm. Và trong tương lai sắp tới, mình cũng rất hy vọng là có thêm nhiều đoàn từ thiện, những nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay để mà đóng góp những cái bữa ăn ngon và ấm áp tình người đến với bệnh nhân điều trị ở đây. Không chỉ các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện trong và ngoài thành phố luôn đồng hành cùng bếp ăn thiện nguyện. Và cũng suốt 10 năm qua, kể từ khi thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố đã vận động được các nhà tài trợ cung cấp thực phẩm, đóng góp được gần 4 triệu suất ăn cho người bệnh.